Vì vậy mình là một người gọi là đam mê với thực và mình chọn Muay Thái. Thì đến với giải MTCP đợt này thì đây là một giải đấu rất là danh giá và lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Nó thu hút hầu như là tất cả những võ sĩ hàng đầu Muay Thái của Việt Nam. Thì đến với giải đấu lần này thì mình chuẩn bị rất là kỹ, bởi mình biết đây là một giải đấu mang tầm cỡ quốc tế và nó ảnh hưởng rất là lớn đến tên tuổi cũng như là cái sự nghiệp của em sau này. Vì vậy em rất là cẩn trọng và là chuẩn bị rất là chu đáo.